Andy, MC Hậu Quang. Xin ngại kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, Andy rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình An sinh xã hội và bạn với cô MC Hậu Quang trong tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình này chúng tôi hy vọng sẽ gửi đến quý vị những câu trả lời thật là bổ ích và chính xác nhất qua cách trả lời dí dỏm và nhiều kinh nghiệm của cô MC Hậu Quang. Và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu với chương trình của tuần này. Và ngày hôm nay cô có khỏe không cô? Hôm nay đã bước vào mùa lễ hội. Kính thưa quý vị, tôi có đề nghị như vậy với Andy, không biết quý vị có đồng ý không? Andy có hát được bài Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Okay. Hôm nay con thấy cô rất là đẹp nha. Yeah, you look Christmas today. Okay. Yeah, are you ready for it? Cô có chuẩn bị cái gì chưa? Thì chuẩn bị lên đài ăn lễ Giáng sinh của Sài Gòn Television. Dạ đúng rồi, dạ. Okay. Rồi chuẩn bị quà cho con nữa nè. Con chuẩn bị quà cho cô, giờ con đọc thơ đi, con nhiều thơ lắm đó. Dạ con có rất nhiều thơ trong tuần này nhưng mà con phải nói chuyện với cô tí tại vì cái outfit cô looks great today. Con sẽ gửi cô cái câu hỏi đầu tiên của một vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Đó là bác này năm 2003 đó thì con gái bác lúc đó chưa lập gia đình thì có mua nhà thì để cho bác đứng tên cái nhà đó. Nhưng mà bây giờ thì cái người con gái đó đã lập gia đình rồi mà ông bác muốn biết là cái tiền SSI của ông bác là lãnh 198 đồng một tháng á, với lại cái tiền hưu với tiền Medicare nó có ảnh hưởng như thế nào nếu mà cô gái bỏ tên của ông ra khỏi cái tên nhà đó cô? Nếu ông mua nhà năm 2003 và với bây giờ thì như Andy trình bày là ông có lãnh tiền hưu, tuy nhiên tiền hưu của ông nó không có nhiều lắm. Nhờ vậy ông có xin được SSI. Thì bây giờ mình trở ngược lại cái tình trạng của ông nhá. Cái tình trạng của người mà có cái tiền hưu nó khiêm nhường đó. Hiện nay cái chương trình SSI của một đôi vợ chồng trong năm 2014 là 1.082 đồng một tháng. Một đôi vợ chồng lãnh cái SSI ở cái mức căn bản trong năm 2015 là 1.030 đồng một tháng. Khi mà mình có cái tiền hưu ít hơn cái số SSI tối đa thì mình có thể xin thêm cái chương trình SSI. Thì chúng ta có nói với nhau rồi, cô hỏi lại Andy, SSI là chữ viết tắt của chữ gì, cô nhớ không? Social Security Individual. No. SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income. Okay. Thì khi mà chúng ta nói tới cái chuyện mà Social Security Benefit và SSI Benefit thì đó là hai cái nguồn thu nhập khác nhau. Một bên là quyền lợi và một bên là trợ cấp. Khi chúng ta đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội, có đủ số 40 tín chỉ tối thiểu và có được số tuổi thì chúng ta sẽ được hưởng cái quyền lợi retirement. Thì đó là quyền lợi của mình. Với cái quyền lợi của mình thì không cần biết là mình có tài sản bao nhiêu hay là mình có những cái nguồn thu nhập khác như thế nào. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đi làm, lãnh tiền hưu, rồi mình có tiền để trong ngân hàng, có cái interest trên cái investment, hay là mình có đi làm ở một cái công ty, người ta có cho mình cái private pension là cái tiền hưu trí của cái công ty đó, thì mình vẫn không bị ảnh hưởng trên cái số tiền hưu của mình vì đó là quyền lợi. Mình đi làm, mình có đóng vào cái quỹ an sinh xã hội. Trong trường hợp mình không đủ tiền, cái thu nhập mình thấp hay là không có thu nhập thì mình sẽ có được cái tiền SSI. Thì tiền SSI là do cái tiền của người dân đóng thuế trên cái thuế lợi tức. Thì khi nói đến thuế đó thì chúng tôi cũng muốn xin quý vị phân biệt là nhiều vị hỏi tôi là tôi có đóng thuế. Nhưng mà thì cái chuyện tôi có đóng thuế đó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện thuế an sinh xã hội hay không? Kính thưa quý vị, hai cái đầu thuế đó khác nhau. Khi mà quý vị làm việc mà lãnh lương đó, gọi là wages á, mình được cái paycheck là cái chi phiếu lương, thì tự động cái người chủ nhân ngắt ra 6.75% đóng vào cái quỹ an sinh xã hội và Medicare cho mình. Ok. Rồi cũng tùy theo mỗi năm, cái khi mà mình nạp cái W4
Andy đang nghiên cứu về thuế phải không? Yeah, đúng. Thì biết cái khác biệt giữa W-4 và W-2. Cái W-4 thì mình mới khai cho sở thuế là tôi tên là Andy Hồ Quang, tôi có chồng nè, tôi có 5 con mà tôi phải nuôi nấng. Thì khi mình kê ra là những người mà mình claim trong cái gia đình của mình là những người phụ thuộc là 5-6 người, thì người ta dựa theo cái mức lương của mình, rồi người ta nói cái bà này lãnh lương như vậy nhưng bà có tới 5 đứa con để nuôi, thì cái mức độ người ta thu cái thuế lợi tức của mình thấp hơn là một người như là Andy lãnh lương rất cao mà single, không có ai để mà cưu mang hết. Thì người ta sẽ lấy cái thuế lợi tức đó nhiều. Thì như vậy, kính thưa quý vị, tôi muốn xin thưa tất cả những ai đi làm đều có đóng thuế vào quỹ an sinh xã hội. Riêng những người mà không có đóng thuế an sinh xã hội, không đóng thuế lợi tức, thì mình nhờ vào cái quỹ mà người dân đóng thuế lợi tức trong cái quỹ của chính phủ đó, thì mình được hưởng cái SSI. Thì một bên vì là mình hưởng sự trợ cấp của chính phủ, do đó có những ràng buộc về mặt thu nhập cũng như mặt tài sản của mình. Tóm lại, chương trình SSI trợ cấp lợi tức an sinh dành cho những người, chúng tôi nói tuổi hưu, bên này là tuổi hưu mà Andy hay hỏi tôi đó, là tuổi hưu 62 là như thế nào, tuổi hưu 66 như thế nào và tuổi hưu 70 như thế nào. Đó là bên Social Security Retirement Benefit. Còn bên SSI thì chỉ cần mình được 65 là mình có quyền xin SSI. Nếu mình không có thu nhập hay là thu nhập thấp và tài sản cũng khiêm nhường. Và một đối tượng nữa có thể xin SSI là cái người bệnh tật, disabled. Là SSDI đúng không? No. SSDI là Social Security Disability Insurance, là những người đó có đóng thuế an sinh xã hội rồi tàn tật. Riêng những người mà không có đóng thuế an sinh xã hội rồi cũng không may bị tàn tật, thì người này xin được cái SSI qua cái đường disability. Vậy là nó khác biệt giữa SSDI và SSI qua cái đường disability. Và những người blind cũng sẽ có thể xin được SSI. Thì tóm lại, cái phần SSI là mình phải là người trên 65, hoặc là người tàn tật, hoặc là người mù lòa, có tài sản một cá nhân không quá 2.000 và một đôi vợ chồng không quá 3.000. Thêm vào đó thì tôi muốn xin nhắc nhở quý vị là tại vì khán giả của chúng ta là đồng hương Việt Nam, thì đồng hương Việt Nam chúng ta có thể đi qua Mỹ theo nhiều dạng khác nhau, có thể qua đây là người tị nạn, có thể qua đây là người đoàn tụ gia đình. Thì đối với những người đoàn tụ gia đình đến Mỹ sau năm 1996 thì quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là có 40 tín chỉ làm việc thì quý vị mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xin SSI benefits. Trong trường hợp của ông đây thì ông có lãnh lương hưu. Nhưng mà cái số tiền lương hưu đó ít để ông để xin SSI. Thì cái tài sản của SSI, what count as resources, thì tất cả những gì mình có thể đổi thành tiền, bất động sản, phương tiện di chuyển, tiền trong bank account, 401k, IRA, jewelry, everything that you can convert into cash. Cái gì mà mình chuyển ra thành tiền mặt được thì cái đó gọi là tài sản. Tuy nhiên cũng có những cái gọi là exclusion, là không có tính. Thì cái nào mà chính phủ không tính với SSI là cái căn nhà mình đang ở. Cho dù cái căn nhà đó trị giá rất cao mà mình ở trong căn nhà đó thì không có tính đó là tài sản của mình. Nếu mà mình có cái căn nhà vừa phải thôi, chừng 50-60 ngàn, mình ở trong đó, rồi cái chẳng hạn như cô ở đi nhá, cái cô thấy buồn quá, cái cô nói Andy à, cô ở mình buồn quá, cái Andy mới nói thôi cô Andy qua ở với con đi cho đỡ buồn. Cô nấu cơm cho con ăn. Rồi cái nếu mà tôi đang lãnh SSI mà tôi dọn qua ở với Andy thì cái căn nhà để trống đó bắt đầu người ta sẽ tính tiền, người đúng ta sẽ tính tại vì mình không có ở trong cái đó căn được căn nhà. Đúng rồi, thì không cần biết là mình có thuê hay là mình để không thì người ta vẫn tính cái giá trị của căn nhà đó,
là tài sản của mình. Và tài sản của một người không được quá 2.000 thì đâu có căn nhà nào mà 2.000, phải không? Dạ, đúng rồi. Thì chắc chắn là người ta sẽ nói là ô, như vậy là cô có quá nhiều tiền, chúng tôi sẽ phải xin phép để cúp không phát SSI cho cô nữa. Thì trường hợp ở đây, ông bà có cái phần chính là retirement benefit và cái phần phụ trội là SSI. Thì với cái retirement benefit, ông bà có ở trong nhà hay là ông bà có rút tên ra khỏi, bán nhà lại cho con, cho nhà lại cho con, những vấn đề đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến khoản tiền hưu. Tuy nhiên, với cái số 100+ đồng SSI, thì nếu mà ông bà cho dù không bán nhà lại cho con mà chỉ cần cho con căn nhà, thì cái value, market value của căn nhà đó sẽ tính là tài sản của ông. Dạ. Yeah. Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của chương trình, và con xin mời cô tiếp tục cái chương trình đó nha cô nhé. Okay. Xin quý vị đừng rời màn hình của Đài Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ quay lại ngay với phần 2 của chương trình sau những phần thông tin thương mại.